Hello 500 anh em, trong hôm nay mình sẽ làm hai việc trong cái clip này. Thứ nhất, đó chính là mình sẽ lắp tất cả các bộ phần cứng ở bên tay trái mình đây và một con vỏ cây NZXT N7, tí nữa mình sẽ nói về con này sau. Và thứ hai, đó chính là mình sẽ cùng các bạn setup một cái hệ thống làm sao để chạy nó một cách hiệu quả khi các bạn có thể chạy tối đa lên khoảng tầm 5.4 đến 5.5 kHz trong game với con CPU Core i9-10900K này, và các bạn chỉ cần con đạt Audio One 240 thôi. Nhưng mà trước khi đến phần đó, chúng ta phải đặt phần đầu đã, đó chính là về con cây NZXT N7 này. Thì nhìn qua thì mặc định là con NZXT N7 này nó là một con vỏ cây NZXT H510 Elite, nhưng mà đây là phiên bản limit khi mà toàn cầu chỉ có là 500 con mà thôi. Và con trên tay mình đang là con thứ 84, số không đẹp lắm, chứ con 01 thì con số tròn tròn đẹp hơn. Và đặc biệt thì trong NZXT N7 này thì các bạn nào chơi, các bạn chơi mắt effect ý, thì các bạn cũng khá là quen với con số N7 là biểu thị cho một cấp bậc quân sự rất là cao cấp nhất đấy. Và con này thì được làm bên ngoài này, thì được phủ cái lớp sơn, đây là sơn và một kiểu gì đó mà nhìn khá là giống vân carbon chứ không phải là vân carbon xịn đâu nhá. Đấy, vân carbon xịn thì không một cái giá hơn 4 triệu đấy đâu. Và chúng ta có một đường dọc đỏ này từ trước ra sau để nó phù hợp với cả cái biểu trưng biểu tượng N7 này. Nói chung là N7 biểu hiện ra những cái gì ngon nhất, đẹp nhất, xịn sò nhất. Và những cái còn lại thì NZXT H510i này nó vẫn giống như một con H510i bình thường, chỉ khác là cái màu sơn thôi. Và thứ hai là cái phụ kiện. Thì đây là cái túi phụ kiện đi kèm NZXT N7. Ngoài những cái phụ kiện cơ bản đi kèm thông thường nhá, như là cái cổng âm thanh, đấy ra cắm âm thanh này, sách hướng dẫn, một cái cắm, mấy cái cắm mainboard thì chúng ta có một cái khá là hay. Thì các bạn ở trên mắt effect các bạn thấy hai biểu tượng này thì biểu tượng cho là cái sự lựa chọn các bạn trong game ấy, thì là tốt hay là xấu. Các bạn thích là người tốt đây này, đây là người tốt nhá. Các bạn thích là người xấu đúng không, thì đấy chúng ta lật nó lại là người xấu thì dán đậu được, không nhất thiết phải dán vào cây. Mà nhìn thì nó khá là hay. Mới đầu mình nhìn ảnh mình tưởng đây là cái khóa cơ, nhưng mà không phải. Và như các bạn thấy ở bên trong chúng ta có một cái đấy, bọc vào ta đã. Đây là con vỏ cây thứ 84 trên 500 con vỏ. Đây là một cái dính rất là chặt. Và nói chung là bạn nào có con vỏ này thì rất là ngon, tại vì giá nó không chênh quá nhiều so với H510 Elite bản thường. Và thực sự thì mình nhìn thấy chất lượng sơn của NZXT thì chưa bao giờ là xấu cả, thực sự là như vậy. Và hôm nay để đi kèm với cả một con vỏ N7 này thì mình sẽ có rất nhiều cái phần cứng ngon nghẻ để cho nó, với tổng bộ máy này rơi khoảng tầm là 55 triệu đồng đầu tiên. Cơ 10900K rất quen thuộc, con này thì mình làm rất nhiều rồi. Thứ hai là nó đi kèm với nó là con tản NZXT Kraken Z53. Con này thì là một con tản Only One 240 gần như đắt nhất hiện tại, nhưng mà nó có màn hình LCD rất đẹp ở giữa, và tí nữa mình cho cái logo N7 vào đây. Chúng ta có một con nguồn NZXT 750W. NZXT họ đưa mình con nguồn 750W này, nhưng mà mặc định mình thích, nếu mà cắm với 10900K các bạn cho mình con 850 hay là 1000 thì hợp lý hơn. Và một cái rất là hay đó là con main Z490 Tai Chi. Đây là một dòng main nói chung là cần nhất đỉnh cao nhất của Art Rock hiện tại có thể đưa đến cho người dùng. Và mình sẽ mở con vỏ này. Đây. Đấy, tầm màu đen bạc na ná kiểu vỏ cây luôn, rất là hợp. Rồi. Đầu tiên là công việc lúc nào cũng thế, đó chính là lắp CPU với cả vào trong này. Do là cái phần tản VRM của Adobe họ làm quá cao, nhìn nó hơi cục xúc, mát thì mát thật. Rồi, luôn luôn thả CPU đúng chiều. Cái này thì mình lắp khá là nhiều các bộ máy trên clip rồi. SSD, đây mình tượng trưng con Kingston A400 240GB, tại vì con này đang có sẵn trong studio. Còn nếu các bạn dùng với những bộ máy cao cấp như này thì mình khuyên các bạn hãy dùng cho mình con SSD cũng xứng tầm cao cấp. Nó như là dòng cao cấp hơn như là Quantum Black hay là dòng Samsung 970 Pro thì đấy, nhìn cho nó hoành tráng. Chứ mình gắn con 240 này vào đây tại vì con này trong này có sẵn nên mình dùng tạm thôi. Mình không khuyến khích các bạn dùng những cái SSD giá rẻ để cho những con hệ thống cao cấp. Con cây này thì ngoài là cây, các bạn đi kèm là một cái hub điều chỉnh toàn bộ fan này và đèn led.
Và cái hub này có chức năng nó có thể tự học, tức là các bạn dùng máy càng lâu ấy thì nó sẽ càng tự học, để cho các bạn thấy là, tức là các bạn sẽ có được sự cân bằng giữa tốc độ quạt và nhiệt độ của hệ thống. Nó sẽ không để cho các bạn bị quá ồn và cũng không để cho các bạn bị quá nóng. Và con hub này thì các bạn cứ để một thời gian để nó tự chạy nhá, thì nó sẽ rất là mát mẻ và nó êm ái. Và thứ hai, nó sẽ thay cho các bạn những cái đường rãnh này để các bạn đi dây nguồn, rất là tiện, cực kỳ tiện lợi. Sau khi gắn main vào thì luôn luôn các bạn cắm nguồn vào cho mình, tại vì cái khe cắm, cái dây cắm nguồn ấy thì chúng ta phải dùng cắm một trước thì không bị không luồn dây được. Đây là con nguồn 750W của NZXT. Đây con nguồn, đây là nguồn NZXT. Hiện tại bây giờ bán ở Việt Nam thì mình nghĩ là nó hơi hiếm, tại vì NZXT trước giờ họ sản xuất phần cây là chính, cây và tản nhiệt, bây giờ thì họ mới lan sang thêm là cái phần nguồn. Nhưng mà cái gì họ làm cái gì ra cái đấy. Nhìn cái nguồn rất là đơn giản, đúng theo phong cách của NZXT. Ở đây có một cái nút nhỏ nhỏ này, thì các bạn dùng cho cái chế độ là các bạn muốn quạt của nguồn, chế độ gọi là thông minh, khi mà nguồn tải ít thì không chạy và chỉ tải nhiều mới chạy, hay là các bạn muốn quạt nó chạy liên tục thì ấn vào là nguồn sẽ ở chế độ thông minh, tắt đi thì nguồn quạt lúc nào cũng chạy. Theo mình nên bật vào nhé, cái gì các hãng cho chúng ta thì cứ dùng thôi. Ok, mọi thứ đã lên bình thường. Thì bây giờ mình sẽ cắm máy vào và mình sẽ setup và mình sẽ hướng dẫn các bạn một vài cái bước qua BIOS để các bạn có thể đạt một cái bước sung rất là cao khi mà chơi game. Ngoài ra nó vẫn có thể ổn định ở một mức gọi là chấp nhận được cho các bạn khi mà các bạn gọi là làm các ứng dụng làm việc. Và mình vừa mới lắp xong và mình có setup các thứ đèn đóm cho nó theo cái tông màu đỏ và trắng của cái bộ máy này. Nên các bạn nhìn, nói chung là nhìn nó rất là kiểu phù hợp với cả cái giải vạch màu đỏ trắng, và ngoài ra các linh kiện ấy nó dùng tông màu bạc nên là nó cũng về tổng thể. Nhìn cái bộ máy này mình thấy nó rất là hợp tông, mà các bạn để trên bàn thì nhìn chất. Nhưng mà có một việc như này, mình đang dùng là con 10900K. Và con này mức TDP mặc định của nó, nếu mà các bạn chạy full tải AVX lên ý, nó là khoảng tầm 280W. Trong khi con tản nhiệt Kraken XZ53 này nó chỉ tải được 200W mà thôi. Và như vậy thì khi các bạn mặc định các bạn dùng, các bạn chạy AVX ý, nó sẽ bị quá tải, quá nhiệt. Và các bạn nghĩ này, thế là không OC được đúng không? Nhưng mà không phải đâu. Tại vì bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn một cách gọi là tối ưu hóa bộ máy của các bạn cho gaming. Và đây là ví dụ mà các bạn hoàn toàn có thể áp dụng với khi ở máy các bạn mà dùng những cái bộ tản nhiệt khác nhau. Các bạn hoàn toàn có thể áp dụng được cái công thức này. Và cũng không liên quan là các bạn dùng tản nhiệt nào gì cả. Nhưng bây giờ mình chỉ lấy ví dụ là một con Z53 có mức tải nhiệt thấp hơn mức yêu cầu của 10900K. Thì đầu tiên mặc định các bạn vào nhé. Mainboard nào các bạn bật cái XMP này. Đây là cái bức sung bus RAM mặc định của nhà sản xuất là bức 3200MHz của con kit RAM Corsair này. Tạo vào event mode thì ở trong này các bạn sẽ vào mục OC Tweaker trong CPU Configuration này. Thì mặc định trong các clip hướng dẫn OC trên mạng ấy, và ngày trước hướng dẫn các bạn đó chính là các bạn sẽ để on core. Các bạn ví dụ các bạn muốn lên 5.2GHz đúng không, thì bạn có 5.2 vào đây như thế, on core xong rồi gió về core. Nhưng mà khi các bạn làm cái này này thì mức xung các bạn khi mà hoạt động từ không hoạt động cho đến hoạt động 1 nhân, 2 nhân, 5 nhân, 10 nhân đều có mức xung là 5.2. Và như vậy về vô hình chung nó lại thấp hơn mức xung 5.3GHz của Intel khi mà các bạn chạy 2 nhân. Vì vậy thì nó không phải là tối ưu hóa quá cho gaming, và nó cũng không phải phù hợp cho những cái bộ tản all in one mà có hiện là có cái mức tản nhiệt nó không khủng khiếp bằng những cái tản custom khác. Nên là bây giờ chúng ta sẽ không dùng cái all core nữa, chúng ta dùng một cái là full core. Đây các bạn thấy, đây là mức mặc định của Intel khi mà các bạn chạy 2 nhân sẽ là 5.3GHz, chạy 3 nhân là 5.1, chạy 5 nhân là 5GHz và chạy 10 nhân là 4.9GHz. Thì ở đây mình sẽ đẩy lên hơn nữa, mình sẽ là 5.4GHz khi mà chạy 4 nhân. Đây là các game như kiểu Liên Minh Huyền Thoại hay là những game như CSGO, nó rất là tốn ít nhân. 5.3GHz khi mà chạy 6 nhân,
5,2 GHz khi mà chạy 8 nhân và 5,1 GHz khi mà chạy 10 nhân. Các bạn nhìn này, các bạn nghĩ là mình xung còn mặc định nếu các bạn chạy này mà các bạn chạy cả full tải AVX ý, mức áp điện của nó khoảng tầm hơn 300W cơ. Nhưng mà chúng ta chơi game mà, chúng ta đâu có cần áp đến AVX làm gì. Nên là điểm cái đây, tất cả các mainboard họ đều cho chúng ta một cái, đó chính là cái đây, nó là Long Duration Power Limit và Short Duration Power Limit. Mà định ASRock họ để chúng ta là 4000W, tức là CPU các bạn ăn đến 4000W thì nó vẫn chưa giảm tải, nó vẫn chưa hạ xung CPU xuống. Nhưng mà khi làm như vậy thì mặc định đó chính là cái phần, toàn bộ cái phần nhiệt tỏa ra rất là lớn. Nên là mức Short Duration Power Limit tức là trong khoảng tầm 30 giây đến 40 giây nếu mà các bạn mà cần ứng dụng nó cực kỳ nặng ấy, thì mình sẽ cho mức nhiệt tỏa, mình sẽ cho nó để ăn khoảng tầm 280W, không vấn đề gì, tại vì tản nhiệt chúng ta hoàn toàn xử lý được trong khoảng thời gian ngắn như thế. Nhưng mà trong thời gian hoạt động dài như các bạn gaming 4 tiếng, 5 tiếng chẳng hạn, thì mình sẽ giới hạn cái mức đa, tối đa cái mức nhiệt tiêu thụ của cả bộ của con CPU chỉ còn 200W mà thôi, bằng cách set cái mức Long Duration Power Limit còn 200. Như vậy các bạn có làm cái gì, các bạn có chạy bất cứ một phần mềm nào thì mức nhiệt của mức ăn điện của CPU cũng chỉ là 200W mà thôi, và nó sẽ phù hợp với cái mức tiêu thụ điện năng và mức giải nhiệt của con Kraken Z53 này. Bây giờ F10 để xếp lại, bây giờ mình sẽ vào win để cho các bạn xem. Và đây là con 10900K sẽ chạy ở 5,4 GHz cho các ứng dụng nhẹ và chạy game nó khoảng tầm cao hơn một chút, khoảng tầm 5,1-5,2 GHz so với mức mặc định là 4,9 của Intel. Và đầu tiên ấy, mình sẽ bật cái HW Info lên này cho các bạn xem. Và mình chạy Core 95 bản 30.5, đây là một bản nó cực kỳ nặng, nó chạy cả AVX các thể loại. Và đây là HW Info. Và mặc định đầu tiên các bạn thấy là nhiệt độ CPU chúng ta đang chạy ở khoảng tầm 5,4 GHz là khi các bạn cho desktop, và các bạn ăn rất là ít điện, tại vì bạn bây giờ chỉ ăn có tầm 19W thôi, tại vì CPU đang ở trong tình trạng gọi là chạy desktop rất là nhẹ. Và bây giờ mình sẽ bật thử, đây là mức điện tiêu thụ của CPU này, 25W. Ok, mình bật cho phát này, chúng ta sẽ có mức tiêu thụ điện 157, bây giờ 157, xong đó là chuẩn bị lên 250W. Và mình nghĩ đây 250W. Và như vậy, đây là cái mức mình vừa nói, là cái mức hoạt động bình thường của một con 10900K khi mà nó chạy AVX. Nhưng mà ở đây mình đã set hai cái mức, đó chính là mức Power Limit 1 Long Duration 200W và Short Duration 280W. Tức là trong khoảng thời gian khoảng 30 giây đầu thì toàn bộ CPU có thể muốn ăn điện bao nhiêu thì ăn, tối đa 280W. Cho đến khi một lúc sau, các bạn sẽ đợi một lúc sẽ thấy cái phần điện năng sẽ tự tụt xuống này. Bây giờ CPU rất là nóng nhá, 91 độ, 94 độ, 93 độ, 96 độ này, rất là nóng. Và CPU đang chạy ở 5,1 GHz nhá. Và bây giờ đợi một lúc. A few moments later. Rồi, bây giờ một lúc sau khoảng tầm 30 giây, mức nhiệt CPU đã, mức điện năng CPU ăn chỉ là khoảng tầm 199W, tức là dưới cái mức 200W mà mình đặt ra để nó phù hợp cho con Z53 này. CPU của chúng ta bây giờ đã tự động hạ xung xuống để phù hợp với mức nhiệt đấy. Nhưng mà hạ xung chỉ hạ khi mà các bạn dùng những ứng dụng nặng như là chạy 395, chạy AVX, render hoặc là vằn lòng ngoằng. Và nhiệt độ bây giờ các bạn thấy rất là mát, CPU chúng ta chỉ có 82 độ, 79 độ và cái mức này hoàn toàn chấp nhận được của Z53. Nhưng mà các bạn để ý nhé, đây là mình chạy một ứng dụng rất nặng, đó chính là Core 95. Mình set mức tối đa là 200W và xung đang chạy ở 4.5. Nhưng mà mọi thứ sẽ khác khi các bạn chạy game. Ở game mình sẽ thử đầu tiên là một ứng dụng rất là đơn giản, trên Heaven Benchmark. Mình sẽ bạn chạy cái Afterburner để các bạn xem mức xung và mức nhiệt. Đây là một cái ứng dụng Ben nó khá sát với game. Các bạn thấy này, mặc dù là CPU của chúng ta nãy chạy full load với AVX xung chỉ 4.5 thôi, nhưng bây giờ trong game chúng ta hoàn toàn chạy đến 5.1 đến 5.2. Mà trong khi đó mức điện năng tiêu thụ của chúng ta vẫn đang rất là mát mẻ, chỉ là 47W, rất là mát. Nếu các bạn chả vấn đề gì các bạn phải lo về vấn đề quá nhiệt của con Z53 cả, vì chúng ta đã set vào cái mức tối đa chạm ngưỡng, CPU không thể chạy được cái ngưỡng đấy thì mức nhiệt lúc nào cũng sẽ ổn định. Và đây, chạy game trong Heaven chỉ là CPU đang chạy 5,1 GHz. Nếu các bạn mua về, các bạn chạy 10900K ấy, nó chỉ chạy 4,9 thôi. Bây giờ vào game vẫn 5,1 mà chúng ta chả phần tốn thời gian gì cả, ngồi mò VCore, hoàn toàn VCore mà để auto. Các bạn chỉ cần set cái Duration Power Limit sẽ là xong. Rồi, đây là vào Shadow Tomb Raider thì game này mặc định các bạn nếu mà chạy bình thường nó sẽ chạy khoảng tầm 4,9 GHz. Tomb Raider thì là một tựa game nó ăn đa nhân rất là kinh, và rất là được, nói chung là được
tối ưu hóa cho CPU khá là ổn. Bây giờ vào game các bạn thấy là chúng ta đang chạy ở 5.1 GHz, một con số hoàn toàn không thể nào chạy được nếu mà các bạn dùng phương pháp OC thông thường, đó chính là on core. Nhưng mà bây giờ bằng một cách gọi là điều chỉnh lại một tí hệ thống cho nó tối ưu hóa hệ thống, chúng ta hoàn toàn chạy game được, game nặng ở mức 5.1 GHz mà CPU chúng ta chỉ khoảng tầm 60 độ C. Và đây là mức quạt đang chạy tốc độ khá là chậm mà mình thấy là mọi thứ rất là êm. Và đây là một cái cách hoàn toàn các bạn nên làm để tối ưu hóa hệ thống cho mình, thay vì việc các bạn ngồi tìm on core, các bạn ngồi gõ tìm sung on core lên 5.0, 5.1 rất là tốn thời gian, và thực sự là các bạn không có đủ những bộ tản đủ tốt ấy, thì những cái việc làm như thế là gần như là khá là phí thời gian và vô ích. Và mình cũng đã vừa đi qua tất cả các bước, đầu tiên là lắp hệ thống này, sau đó là mình đã setup đèn cho nó để cho nó đúng với tông màu đỏ và trắng của N7, và thứ ba đó chính là mình hướng dẫn các bạn cách setup một hệ thống optimize cho nó, tối ưu hóa cho gaming, làm sao các bạn chạy gaming một cách tốt nhất và lượng điện năng tiêu thụ mà máy nó không bị quá nóng. Và nếu các bạn mà thấy cần hỏi gì cho mình nữa về cái phần setup trong BIOS, các bạn có thể comment trong phần dưới video nhé. Và đừng quên like, share và subscribe YouTube để nhận những update mới nhất về những cái sản phẩm mới như này. Và tuần sau chắc là chúng mình sẽ có những main Z590 trên tay và chúng mình sẽ khui hộp ra xem như thế nào. Bây giờ xin chào, hẹn gặp lại các bạn. Bye bye.